Thưa quý vị, vào lúc 8 giờ sáng nay, ngày 16 tháng 3, những môn học đầu tiên của chương trình dạy học qua truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện đã được lên sóng. Là chương trình học bắt buộc nên các em học sinh lớp 12 tham gia học tập đầy đủ và rất chăm chú theo dõi bài giảng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên về những phản hồi của học sinh và phụ huynh đối với hình thức học tập này. Nguyễn Trần Như Ý là học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Dự định thi khối D nên môn ngữ văn được Ý theo dõi rất sát. Phần giảng của giáo viên không thể nào bằng được việc đến lớp học, nhưng học qua TV với bài giảng có lồng ghép nhiều ảnh, video minh họa cũng là một giải pháp được Ý đánh giá cao vì sẽ giúp mình hệ thống lại bài học một cách khoa học hơn. Em thấy việc học trực tuyến như vậy là rất là bổ ích, giúp em là nhớ được bài và không quên bài ở trên lớp, không tốn thời gian học bù lại. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, học sinh trên địa bàn tỉnh đã nghỉ một thời gian khá dài. Đối với những học sinh lớp 12, thì việc nghỉ học ảnh hưởng rất lớn đến các kỳ thi quan trọng sắp đến. Do đó, việc dạy học qua truyền hình là một phương pháp không những được học sinh mà các bậc phụ huynh rất đồng tình. Họ cảm thấy yên tâm hơn khi việc học của con mình được quan tâm. Tình hình chung của thế giới dịch bệnh như thế này thì trong thời gian này các thầy cô dạy qua truyền hình trực tuyến như đi thầy cháu học hành như là cũng tốt, cuối cấp của cháu thì cũng chăm chỉ vô cái chuyện học hành trực tuyến của cuối cấp của cháu. Mình thấy chương trình cũng tốt hay. Nếu như là thế chị cũng thấy an tâm hơn và thầy cũng lo về cho giống thêm con em học hành để cho thi cử để cho được là đó, thì chị yên tâm hơn. Vì học qua truyền hình nên việc tương tác giữa giáo viên và học sinh không có. Đây cũng là điểm mà các em học sinh cảm thấy thiếu khi học các tiết học qua TV. Ngoài ra, các em cũng đóng góp một số ý kiến về tiết khẩu giảng, thời gian giảng bài. Thời gian hơi ngắn so với em, thời lượng thì hơi ngắn so với tiết đến lớp, cùng với chiều hơi chọn chút. Theo em nghĩ thì cái hạn chế lớn nhất đó là việc tương tác của giữa giáo viên và học sinh, vì mình chỉ tương tác được một chiều và không có thể phản bác hay là hỏi bất cứ một điều gì đối với giáo viên. Nên em nghĩ đây là hạn chế lớn nhất. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định cho học sinh các cấp nghỉ đến hết tháng 3. Do đó, chương trình dạy học qua truyền hình với tính chất bắt buộc chắc chắn sẽ còn đồng hành với học sinh trong một thời gian, đặc biệt là học sinh cuối cấp. Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận những ý kiến phản hồi từ học sinh để điều chỉnh các tiết dạy phù hợp hơn, đảm bảo cung cấp kiến thức đầy đủ cho các em. Các tiết học đều đặn lên sóng TRT từ 8 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Các tiết học sẽ được lưu lại trên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế để các em có thể xem lại khi cần.